and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh channel của Quốc Màn Tan. Hôm nay mình có anh mừng nước vào kiếm tiền nên anh mừng đại khác đây bữa nay đấu tiền nên nhớ là hôm nay các bạn hãy xem cuộc hành trình mình vui và đầy thú vị như thế này nha các bạn. Các bạn hãy cùng xem mình nói chung không kém không à, mà chơi gì nữa. Mình xin kết thúc video ở đây, cảm ơn bạn đã xem video này, kết thúc video này, bye bye. Số thông tin trong và ngoài nước trong tuần qua diễn ra cho toàn thể quý vị các bạn. Một vụ án tang thương vừa diễn ra, một bà cá la hán bị một bà cá chù hồ hiếp dâm đẻ ra bà cá chùi hán, và các nhà khoa học đang chứng minh loài cá này là có thật. Và trong vụ án vừa rồi, bà cá mắc lồi và đứng và chứng kiến, và bà lồi hai con mắt bả ra. 5 phút quảng cáo. Từ ngày bà xã mua Pepsi về cho tôi gội đầu, tôi không còn hiện tượng của tóc nữa. Pepsi, người bạn thân thiết trong việc gội đầu để tập đầu, cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai và trên tháng 12 âm lịch năm sau. Có mưa ở vài nơi, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to, nhưng nơi nào thì chưa biết. Nhiệt độ thấp nhất trong phòng lạnh là 16 độ C, nhiệt độ nước sôi là 100 độ C. Và nhiệt độ tại các quán nhậu, nhiệt độ của Vodka Hà Nội sương mù là 39,5 độ. Có một câu tục ngữ ông bà đã dặn lại rồi, đó là khi mà thịt chó mà cộng với vodka thì gây bay hơi nhân cách và kết quả mất dạy. Và sau đây là dự tiết thời tiết biển. Vùng biển bây giờ biển động dữ dội, tầm nhìn xa trên 10 km, đôi lúc giảm xuống còn 2 cm trong mưa. Và đó là chương trình dự báo thời tiết. Chương trình này do tập đoàn Fao and Tao tài trợ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mẹ của mọi người vô ngồi họp xong về giờ đi cái này để đã họp uống nước trà nó chạy xì. Mày chịu biết sao mấy người có bảy tháng thì uống trà có lại. Nói chung là bữa nay là bận kiếm tiền nên mình cũng dẫn mọi người đi ăn chút gì đó nha các bạn. Chút à, một chút hầu ạ. Anh như là quá mặt đang ui cho mọi người. Một chút gì đó. Cảm ơn người đã theo dõi, cảm ơn người đã lắng nghe, cảm ơn những đời chờ và những lần đồng viên. Chưa thấy có tiền nhưng mà thấy mạt rồi. Thấy em bữa giờ mấy lần. Ui đi. Này đây, kiểu ở đây đưa đây cái nước. Cảm ơn người đã theo dõi, cảm ơn người đã lắng nghe, cảm ơn những đời chờ và những lần đồng viên. Cảm ơn người. Làm rồi, sau đây là đây. Đây, từ, em giới thiệu ra. Sau đây là tiết mục ảo thuật của chị Nhi. Còn em biết ở đây chỗ mọi người.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Quay lại lúc tôi 16 tuổi.
Nói chung các bạn thấy vui không? Vui. Mình còn hát bài Happy Birthday nào. Happy Birthday. Chào lần bè. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ôi dễ chăm lắm chú ý. Nhìn cái nồi thấy mặt quay mặt bàn nữa chứ. Kia đang coi chợ me ăn mọi rồi, chợ me là ở chân rồi. Thế mà mẹ giống tiêu hố à? Giống gì? Tiêu hố. Tiêu hố à? Tiêu hố là gì? Mèo. Kiểu thế. Người mèo thôi. Thế à? Mèo. Ơi, tư quỷ à? Chạy ghê á. Một chị đừng làm mọi người ám ảnh tâm lý rồi. Ám ảnh tâm lý dữ lắm. Đâu đâu mà chưa anh khóc đâu mà không nên mà xin lỗi đó anh hát rồi anh trời ơi nghe con gì nó kêu không á. Đúng chắc em đặt sao nó sao đặt không nói thì nói à mà anh sợ nhở nói nguồn gì vậy. Tụi á, bây giờ mày đây thì mày ra đường này tốt không vậy ạ? Nói chung là cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ bác và cũng như theo bác cái sự yêu thương của mọi người, sự quan tâm mọi người, đó là một động lực lớn cho bác. Và những bình luận, những góp ý của mọi người đó là kim chỉ nam để bác bước tiếp trên con đường này rất là gian nan gai góc nha các bạn, mà phải cố đi thôi. Bây giờ thì không biết sao, sau này chắc bán nhẹ. Rồi xin chào mọi người, có lộn mà quá tặng cái thêm mọi người mình lộn. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.